Tôi vừa là nhà đầu tư, vừa là đối tác của dự án và cũng là một phần của nhóm Solo Group. Tôi tham gia vào dự án như là một nhà đầu tư trong khoảng tầm 4 năm rồi và là một phần của nhóm Solo Group chắc là khoảng tầm 2 năm. Và tôi nghĩ đây là một cái hội nghị rất là tuyệt vời và có cảm xúc rất là thú vị khi mà thấy mọi người đến và được đến bởi một cái ý tưởng chung và một cái ý tưởng rất là tiến bộ về công nghệ, là một cái công nghệ mà thay đổi tương lai và đã thay đổi cuộc sống của mọi người. Và đây là cái công nghệ tạo ra cái động cơ điện. Đây là những gì mà chúng ta như là với tư cách là nhân loại cần phải tiến tới những cái chân trời mới, với cái sự thoải mái mới mà tất cả chúng ta bây giờ biết rằng là cái mô hình cũ hiện đang rời khỏi đây. Đây là cái động cơ xăng hay là động cơ diesel và chúng tôi tiến vào cái thế giới công nghệ xanh. Và một cái điều rất là thú vị rằng là mọi người từ những nơi khác nhau, các quốc gia khác nhau giao tiếp, đoàn kết và nghĩ và cùng nhau tạo ra một cái tiến bộ hơn, thú vị hơn và tương lai xanh hơn, và là một phần của một cái đội. Và tôi nghĩ điều đó thật sự là tuyệt vời. Vâng, và có những cái nghi ngờ nào? Vâng, và tất nhiên là có những cái nghi ngờ hoài nghi về cái việc là cái việc sản xuất nó hơi chậm trễ hơn và di chuyển chậm hơn để mà đạt được cái mục tiêu. Và một trong những cái động lực thúc đẩy tôi tham gia vào một nhóm IT để mà có thể tiến gần nhanh hơn đến cái mục tiêu toàn cầu ngay ban đầu, và cũng như là một cái nhóm IT, đây là một những cái nhóm tốt nhất ở bên Nga. Và tôi không dám nói đủ rằng là không phải là mỗi bên Nga và cả thế giới, chúng tôi tạo ra những cái công cụ tốt nhất để mà đưa cái tương lai đấy gần hơn. Và tôi như là một người bình thường thì tôi thấy những gì là tôi thấy đã được xây dựng, rằng là nó tồn tại, nó là một cái tòa nhà khổng lồ và nó có trang bị và nó có thật sự là rất là truyền cảm hứng để mà làm việc và mang đến cái tương lai đó gần hơn và nhanh hơn. Và câu hỏi là tại sao mọi thứ lại xảy ra chậm hơn và liên quan đến cái việc gì? Có rất là nhiều các đối tác đang bán động cơ, những người mà đã ra cái thị trường cụ thể có ở Ấn Độ, ở bên Trung Quốc, mọi thứ là xảy ra như thế nào. Thực sự mọi thứ rất là cảm hứng và tạo ra một cái ý chí tốt để mà có thể đi tiếp tục đi. Thực sự là rất là hay rằng là tôi hiểu rằng là mình không phải là một mình mà là mình là một cái nhóm toàn cầu và mọi người xây dựng một thứ gì đấy nhiều hơn, một cái thứ gì đấy tiến bộ hơn và đổi mới, mà sẽ chắc là sẽ là một phần của thế giới này ngay cả sau khi chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này. Và rõ ràng là nhóm Solar Group là một ví dụ về cái điều này, bởi vì là tôi giống như là một IT startup thì tôi là doanh nhân và trên thị trường tôi phải tìm những cái quỹ nhỏ và phải gây mấy cái quỹ liên tục các vòng. Còn ở đây chỉ là một ý tưởng, một cái máy sản xuất, đầu tư cộng đồng, mỗi người bản thân là một phần nhỏ của cái như là một cái quỹ đầu tư riêng và thành một cái doanh nghiệp lớn. Và tôi nghĩ rằng đây không chỉ là một cái trải nghiệm độc đáo mà còn là cách phương pháp tiến bộ, đưa đầy cái công nghệ độc đáo vào sự phát triển của những công nghệ này trên toàn thế giới, và bây giờ là đã trở thành mốt khi mà nói về các cái công nghệ xanh. Nó đã trở thành mốt không chỉ mỗi ở bên nước chúng tôi mà là ở bên lục địa Á Âu, và nó còn được bắt đầu ở nơi Hoa Kỳ. Và sau khi mà Biden thành tổng thống, tất cả những thứ này là Mỹ đang dựa vào cái công nghệ xanh và công nghệ hiện đang sản xuất đang bị sụp đổ truyền thống, những loại truyền thống cổ điển và tự nhiên năng lượng trên thế giới, và công nghệ xanh của chúng tôi có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Tức là cái công nghệ Slivanka tất nhiên nó có thể giúp giải quyết cái cuộc khủng hoảng này một cách hiệu quả, và tất cả đều thấy nhiều hơn những gì mà động cơ này có thể làm được. Và chúng ta có thể thấy là cái Model V màu xanh này có thể di chuyển mãi mãi, bởi vì là động cơ này nó chạy bằng cái tấm pin mặt trời, và đây là thực sự là một điều tuyệt vời.
Tôi nghĩ chúng ta cần phải làm nhiều những cái hội nghị như này hơn, phải cho những người dùng vào sản phẩm, thử sản phẩm cuối cùng và có thể sử dụng cái động cơ như thế nào trong những cái sản phẩm cuối cùng và mang mọi người đến với nhau và tăng tốc phát triển công nghệ này trên thế giới.